Bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thôi công việc theo nguyện vọng cá nhân. Một số nguồn tin cho biết ông Nguyễn Trường Sơn vừa trải qua đợt phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy và hiện sức khỏe đã ổn định. Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, là phó giáo sư tiến sĩ y khoa. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn có 3 nhiệm kỳ làm giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và là người được đánh giá có năng lực rất tốt về chuyên môn và quản lý cũng như có nhiều đóng góp cho ngành y tế. Sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, trong hơn 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại nhiều địa phương là các điểm nóng về dịch Covid-19 để trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch và điều trị người bệnh. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, ông được giao nhiệm vụ là trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương này trong việc khống chế dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua đợt chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đã bị kỷ luật 2 lần với hình thức khiển trách và cảnh cáo do có liên quan tới công ty Việt Á.